Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn các con ếch. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy. Các bạn có thể lấy màu gì cũng được. Đây mình đã chuẩn bị một tờ giấy màu xanh lá cây đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị kéo này, bút chì và thước kẻ. Các bạn biết bút chì và thước kẻ để dùng làm gì không? Đó là để chúng ta kẻ, xong chúng ta cắt cho nó thẳng hơn. Đây là một tờ giấy hình chữ nhật đúng không các bạn? Chúng ta sẽ gấp cái kiểu này nhé các bạn. Đây các bạn đứng à, xong rồi là các bạn gấp, các bạn nhớ để cho hai cái cạnh này nó bằng nhau. Đây chúng ta sẽ lấy bút và thước kẻ để kẻ một cái đường, rồi chúng ta sẽ cắt ra cho nó thẳng với các bạn. Đấy. Rồi như thế này các bạn mở ra, thế chúng ta được đường kẻ rồi. Giờ chúng ta sẽ dùng kéo cắt hết cái phần đường ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các bạn từ bên này gặp xuống, đừng ai gặp sang ngang như này không đúng đâu, các bạn gặp xuống như thế này, đấy, này, gặp đầy như thế này, đây bên này cũng tương tự như vậy, đây, thế chúng ta sẽ đứng như thế này, giờ quay về đằng trước, chúng ta cầm cái đầu này gặp lên, các bạn nhớ gặp to và đừng gặp bé để chúng ta còn gặp lớn hơn. Gặp lại to này xong rồi các bạn ngừng như thế này, bẻ xuống, đây bẻ xuống như thế này, đây, đấy, thế chúng ta thành một con ếch rồi, đúng không các bạn? Các bạn nhớ like ở dưới cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.